Hello, welcome back. Mày dừng đây chưa cho Pixogan. Trò này giống hiện Minecraft. Headshot kìa. Ôi 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 ôi. Wow, đâu một kill. Ôi, nó cứ bấm nhầm cái này. Bom đâu nhỉ, bom đâu nhỉ. Ôi, mình còn toàn sát ở đầu rồi. Wow, super triple kill. Dùng khẩu lục này luôn này. Cần gì? Có đứa nào bắn mình từ nãy rồi nhỉ? Ồ, đông không? Bom! Oh! Để ta Ôi, cứ bấm nhầm nó luôn. Úi trời. Chúng ta vào ươm mầm. Ô, cái map này map nào? Lại đổi mới rồi. Chơi xem có cái vẹo nhỉ. Ủa, cái tên này như kiểu sát nhân nhỉ. Ủa, nhập cô cốt này. Bình của game hiện tại đang rất là cao không? 155. Chuế thế. Ồ. À, đây là cái gì? À. Ồ. B1 C 3 C 2 Ô sai rồi. C Ô hoàn thành luôn đây. Như cái phi thuyền này là một nơi đẳng cấp thế giới sao? Trên này toàn đồ ăn thôi. Bình cao quá. Cái con mỏ quại trông như kiểu kẻ giả mạo ấy. Ủa? Xem nào. À, thanh niên màu trắng này. Ô, bị cái cao này. Không phải là một cái giám mạo đâu. Ô, chết rồi. Oxy hết rồi.
oxy nha. Hết bộ oxy này. À, có người dưới game không? Ta sẽ bỏ phiếu cho vai. nhầm rồi. Game never know important. Nhầm hết ó. Sao thấy thành ma này? Tất cả thì phải trả giá. Ôi giời, mỗi người một phiếu. Cái đồ hề. Thế là hề ấy. Mỗi chỗ này chưa thích. Chơi scare teacher. Francis, don't make so much noise. Yes, dear. Look on their faces when they see me walking on what? Wow. Đó chính là what should I wear to the parade party? Of course, I can look good in everything. Mà này chúng ta đi tìm bắt thịt đúng không? Bắt thịt được đây rồi. Cái phiên bản này nó hơi u ám. Đây là một ngày đặc biệt Halloween ấy. Không biết làm thế nào nữa nhờ, mình quên mất cách chơi. Mà này tối thì mình tối chứ. Ok vào đây. Chuẩn rồi. Ồ, mà này có cái kẹo gì đấy. Holy Spirit, bear witness to my greatness. Hơi tối nhỉ. Come on.
Chúng ta chơi Subway Surfer. Let's go. Jack trong phiên bản của áo choàng màu đỏ. Ồ, hình như là lúc nào mà lướt nhanh quá nó cho một cái màng màng này, trắng trắng này. Chọn nhân vật khác nào. Cho đó một răng nữa. À, nhảy hai lần. Đấy. Ôi, nhảy ba lần. Ôi, bay luôn đây. What the? Mọi người đâu? Hay cả. Ôi, thế này chơi gì? Nhìn thanh niên này như thế nhở? Hay là cái này có tác dụng trong phục ấy? À, cần gì phải xuống, cần gì phải xuống. Ồ, chơi như hack vậy. Ồ, vẫn có hiệu lực này. À, good game rồi. Yeah, chúng ta sang game Siren Head Blue. Vào game nhé. Quái vật của chúng ta mang một cái màu sắc rất là màu xanh. Xanh nước biển đấy nhá. À, xanh xanh đậm, xanh dương ấy.
Đâu rồi, nó kia kìa. Nó kia kìa. Nó như một bóng ma vậy. Quạt. Chỗ thấy. Lừa được nó rồi. Rồi mình đi đến đâu này? Là mọi thứ nó rụng rời đến đấy luôn. Phạt. Phạt. Bà ra lốc là cái đích gì đây? Ô nó kia kìa, nó kia kìa. Chơi Wormhead. Vào game rồi nè. Chắc là phải to nhất bản đồ thôi. Ngon đấy. À, chúng ta sẽ chơi cái game nào nhỉ? Rồi chích cửa. À, súng đẹp vãi. Cái game này nó lại màn hình kiểu này nữa. Tại sao không làm cái màn hình ngang nhỉ? Nick. Ô, súng đẹp quá. Súng đẹp quá, bắn phát nào thốn bắn đi. Chưa chưa rồi nè. Mày đi đi. Game này mới có âm thanh không? Wow. Ô có âm thanh, có âm thanh được đấy. Mà sẽ đi kiểu gì? Đi kiểu gì này? Được lắm em ơi. Được lắm. Chấn thương sọ não luôn rồi. Mày này. Mày này. Mày này. Chú.
Ây da. Sấp mặt rồi. Sấp. Hình chúng ta đấm vào chỗ hiểm sao ấy. Rơi rồi, rơi quay đầu. Nâng cấp này. Chàng mà team mà uống còn nhiều màn lắm ấy này. Xong phá khác đi. Quản gậu. Yeah. Thành nhìn thưa nào. Đấm toàn chỗ hiểm rồi. Thua. Một bài. See you again.